Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một cấu hình loa phun 30, chơi cấu hình phun leo, bát leo và chép leo các bác nhé. Tắt đặt nhạc đi. Đây là một cái cấu hình mới nhất năm 2023 các bác nhé. Bên cửa hàng nhà em cho ra mắt để cho các bác chơi karaoke gia đình, phòng hát. Mà các bác sử dụng cấu hình này thì rất là bền và đánh rất là căng luôn các bác nhé. Ở đây thì là lý do vì sao bảo là mẫu mới. Tại vì là bên cửa hàng nhà em mới cho ra cái mẫu thùng các bác nhé. Đây là một cái form thùng mới nhất năm 2023. Ở đây là cái lưới của nó là hình dấu cộng thôi nhé. Chấn tem ở giữa. Đấy, thùng này thì của nó là sơn sần chống nước. Đấy, nước sơn rất là đẹp luôn. Rất là mịn luôn các bác nhé. Đầy đủ ốc treo lóc này. Và treo ngang. Tay sách hình trái tim ở hai bên. Đây, quay trở lại thì cho các bác xem cái mẫu lưới. Đây là mẫu lưới của nó là lưới sắt. Rất là cứng. Và được bọc vải chống bụi ở bên trong các bác nhé. Đây là dán cái tem logo BIF và thương hiệu của bên em. Ngoài ra, ví dụ như nhiều đơn vị khác dựng loa thì người ta dán rất là nhiều mẫu tem JBL, JCS. Nói chung là cái tem này nó không giải quyết vấn đề là cái loa nó quay hơn hay không các bác nhé. Đấy, nó chỉ gọi là cái hình thức bên ngoài thôi. Cái quan trọng ở vấn đề đây này, này phải chọn được cái mà chọn dựng cho các bác được cái bát chép và phân tần linh kiện nó phải là tốt luôn. Đấy, thùng này thì có đế cắm cọc loa phần gì đấy. Hai thanh thông hơi ở phần mặt trước như thế này các bác nhé. Em cho các bác kích thước thùng này luôn, thùng này nó rơi vào là cao là 60, sâu được khoảng 38, ngang rơi được khoảng 36 các bác nhé. Đấy. Các bác mà chơi bộ cấu hình này thì hát thoải mái luôn, chơi mọi dòng nhạc. Đây, thùng toàn bộ là bắn vít chôn gen nhé, chôn gen lục giác. Cải tiến năm nay là sử dụng cái thùng mặt này này, cái mặt bát bát này này là gỗ van ép dày 1/8 luôn các bác, nên là các bác bắt vào như này rất là chắc luôn. Và thùng toàn bộ có đỉ cho em này, ke góc đầy đủ nhá. Và bên trong toàn bộ lót bông mút trứng. Đấy, đây là cái phân tần bên em sử dụng bên trong này. Lắp dựng lên cho các bác thì chọn luôn phân tần tốt. Phân tần này là phân tần JBL. Các bác hay gọi là phân tần JBL 6012. Các bác nhìn cái phân tần này này, nó rất là nhiều linh kiện. Hai bóng đèn chống cháy chép và rất là nhiều tụ, nhiều trở. Đấy. Quận đồng này, tiết diện dây lớn này, tải tốt. Cái phân tần này thì cho ra tiếng rất là sạch luôn. Ở đây thì của nó là sử dụng phễu, phễu vuông 18x18 các bác nhé. Sử dụng chép, chép của nó là sử dụng chép 450 leo Hewell. 450 leo Hewell có mã LLT4432W. Con chép này 60W chỉ kháng 8V. Chép này côn 44 các bác nhé. Bên trong lõi đồng, dây dẹt, nắp nhôm này. Đấy, chính hãng của Hewell. Và các bác nhìn cái phần củ bát này. Ăn tiền ở cái phần củ bát này. Củ bát này của nó củ bát 30 các bác nhé. Đây củ bát 30 neo Hewell 2 tầng côn 100, côn nhôm dẹt. Có cái model là 12LDF100C1 các bác nhé. 700W trở kháng 8 ohm, nhưng con bát này công suất nó sẽ gấp đôi nhé. Tại vì của nó 2 tầng côn cơ. Nên thầu cho các bác đánh luôn. Cái này các bác phải dùng đẩy dưới khoảng 800W các bác chơi cho em. Hoặc 650W trở lên. Con này côn 100 này có nhìn này. Ở vòng tròn côn này có đánh một lớp keo trắng sữa này. Dây điện là bọc từ ngoài vào trong này. Và cái nhện được lưng lên bằng một cái lớp nhựa màu da cam như thế này. Mục đích là nhà máy nó thiết kế như này để nó tản. Như các bác nhìn những lỗ thoát khí không? Đấy. Là nó giúp là tản nhiệt từ phần côn ra. Đây là cọc chạm đồng này. Đây con bát này, này. Gân của nó là gân vải tẩm dầu 2 gân. Màng đen và nón đen. Và toàn bộ phần màng và phần mũ là tẩm dầu nhá. Phủ keo bóng chống nước. Đấy, các bác nhìn tay em dính không? Đấy. Các bác mà chơi con bát này thì gọi là VIP nhất xóm, nhất thôn, nhất làng luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn khung xương của nó rất là hầm hố luôn, rất là độc luôn. Đấy, quay trở lại nha, em sẽ test nhạc cho các bác. Với một cấu hình này, bác nào mà am hiểu chơi loa mà dựng loa ấy, ví dụ những cấu hình mà từ thường của Trung Quốc về nhá, đã bán giá rất là cao, mười mấy triệu một cặp. Đấy là hàng nhập khẩu nguyên thùng của bên Trung Quốc về mười mấy triệu một cặp. Nhưng ở đây em muốn nói với các bác, khi mà bên em dựng loa như thế này, giá thành nó hợp lý, nó rẻ, mà đầu tư ít mà lại được loa ngon, mà chất lượng thì nó ra cũng như nhau. Một đôi loa thì em dựng nên em bán có 9,5 triệu thôi. Những đôi loa nhập khẩu về bán toàn 12, 13 triệu.
chênh số tiền rất là nhiều. Mà bỏ ra 9 triệu rưỡi được chơi bát neo, chép leo luôn thì có phải là bền không ạ? Rồi quay trở lại cho em test nhạc cho các bác. Các bác cùng nghe nhá. Đấy, đánh bát đánh trống sâu rồi, tiếng sáng luôn. Đánh rất là lực luôn các bác. Dòng này siêu khỏe rồi. Mở cái nhạc test loa đi, lấy cái quảng cáo đi, tua lấy quảng cáo, chuyển sang một bản test nhạc test loa. Tắt đi, tắt hẳn âm lượng đi, không nói vào đây là bản quyền. Bác chơi một cấu hình này thì karaoke thoải mái cho em. Thêm một con súp hơi nữa, súp hơi 40, 50 chẳng hạn, đánh nhức người luôn các bác nhá. Có một cái bên này các bác nhé, một cái thôi đấy. Vừa rồi em có test một cái bản nhạc test loa để cho các bác nghe. Bên cửa hàng nhà em bán hàng thì như bán những dòng loa full như này, bên em không ngại là không mở nội thất. Ví dụ nhiều nơi bán là không cho các bác xem nội thất. Đấy, bên em bán hàng có như nào nói vậy. Giới thiệu là có nội thất luôn, bát chép cho xem luôn, phân tần cho xem luôn, để cho các bác hiểu được là một cái đôi loa dựng thì nó phải hay, phải chọn được linh kiện tốt để đến tay các bác dùng nó phải ok và bền các bác nhé. Và chất lượng ra, chất âm thanh nó phải rất là tuyệt vời. Ví dụ một đôi này, em lấy ví dụ một cấu hình, một đôi này các bác có thể ghép với cả một con súp hơi 50 hoặc súp hơi 40, dùng bộ đẩy vang số các thứ lên các bạn. Đấy là với các bác là trong không gian gia đình. Các bác chơi một đôi này như thế này, em công nhận với một cấu hình mà em vừa tư vấn cho các bác, đảm bảo cho các bác là hay luôn. Đấy, các bác cần gì mà về hỏi gì về loa hay là về kỹ thuật như nào thì các bác mua hàng nhá. Mua hàng đi, các bác liên hệ em vào số điện thoại 5815372. Em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Hoặc các bác có thể kết bạn Zalo. Nhà em có giao hàng toàn quốc các bác nhá. Thôi nha, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá. Video này mà hay, các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ. Và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em thường xuyên hơn nhé.